Xin chào. Và bây giờ tiếp tục. Nhân sự có rồi, tài chính có rồi, người lãnh đạo có rồi, toàn bộ hoạt động marketing có rồi. Như vậy, sản phẩm vào khe, cạnh tranh đã đủ. Bây giờ vấn đề còn lại đó là làm sao mọi người trèo thuyền là đồng lòng mà trèo. Cho nên tất cả các cuộc đua thuyền không phải là khỏe, mà do đồng lòng mà trèo đều tay thì kẻ đó sẽ thắng. Một cách nôm na như vậy để tôi mở bài cho một cái chuyên đề số 9 cực kỳ quan trọng. Và tôi thấy các doanh nghiệp quá khôn, bởi vì cái lượng in-house mời tôi về chủ đề số 9, chủ đề văn hóa doanh nghiệp tăng đột biến, mà nghe thoạt nghe thì mọi người thì lại không hình dung ra cái vĩ đại của nó. Vậy thì văn hóa doanh nghiệp cho tôi mở bài với các bạn là thế này. Khách hàng chúng ta bây giờ được hiểu nó có 3 khách. Một là khách đầu vào, người cung cấp nguyên liệu. Covid-19 đứt hết, đó là khách đầu vào, khách chính quyền, khách người nổi tiếng, khách là người tài, họ không ủng hộ bạn thua. Khách thứ nhì là khách nội bộ, là anh nhân viên. Và khách số 3 là cái khách mua hàng. Một sự ấu trí đến tổn cùng là marketing, là đi cướp cái khách bên ngoài xưa lắm rồi. Cho nên khách nội bộ đứng số 1, khách đầu vào đứng số 2, và cái khách đầu ra là số 3. Khi có được hai anh khách này thì khách đầu ra là mua hàng mặc định sẽ có. Phải rõ ràng trong điều kiện hiện đại như vậy. Cho nên ở đây nó có một mệnh đề: muốn thắng trong chiến trận thì phải thắng trong nội bộ trước đã. Thắng được khách hàng là người ta mua, thì phải thắng được ở công sở. Thắng công sở là thắng đầu tiên. Nếu không làm thì các bạn sẽ chắc chắn không thành công. Cho nên là hậu phương nhà tôi có vững thì mới góp phần cho tôi có thể thành thơi mà tôi đánh được. Đó chính là mở bài cho văn hóa doanh nghiệp. Và không phải tự dưng mà người ta tạo ra văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình, văn hóa làng xã, văn hóa của tỉnh, văn hóa của quốc gia. Nó tạo cả một quốc gia hùng mạnh là ở văn hóa. Hay một cách đơn giản hơn, đó là marketing nội bộ, marketing công sở, không phải marketing khách hàng. Hay chú ý đặc biệt chi tiết đó. Vậy thì ở cái phần này, trong 2 ngày làm việc căng thẳng, thì tôi muốn truyền tải các bạn cái gì? Tôi truyền tải đầu tiên ấy, thế nào là văn hóa doanh nghiệp. Ở trong văn hóa doanh nghiệp thì nó có mấy nội hàm này. Văn hóa là cái gì? Là cái cuối cùng còn lại sau khi mọi cái mất đi. Nhớ điều đó là cái đường mòn để lên đỉnh dốc lồng 5 năm. Văn hóa Việt Nam là đến Tết, gần Tết tay chân nó rụng rời, ai cũng vậy. Vì tháng riêng là tháng ăn chung, cái còn lại hại hay lợi được chưa đánh giá. Vậy thì văn hóa doanh nghiệp cũng vậy, là cái cuối cùng còn lại sau khi mọi cái nó mất đi. Mà nếu nó tệ hại thì doanh nghiệp mới cúi đầu phục. Mà nếu chèo thuyền đồng loại và khuyến khích cái đúng thì doanh nghiệp nó sẽ bật lên. Công suất của nhân viên loại cao nhất hiện nay của nước tiên tiến chưa ai quá 50% công suất của nhân viên. Nếu tạo được sự đồng lòng, mỗi người chỉ cần tăng thêm 5% rồi thì để đánh bại được đối thủ. Đừng mang 4.0 ra đây nữa. Giờ đây, cho nên ở đây thì văn hóa là gì? Đấy là một trong phần một. Văn hóa doanh nghiệp là gì? Thì văn hóa doanh nghiệp được hiểu là một cái đường mòn, một thói quen, đó là thái độ của nhân viên với công việc, thái độ của nhân viên với ông chủ. Hết, nó thành một cái bản năng ở trong người rồi. Đã đến công việc tự dưng tôi thấy đúng giờ, hết mình, như là một cái phản xạ tức thì thế này, một thói quen rồi đấy. Thì văn hóa nói chung là vậy. Văn hóa ở trong công việc là thái độ của anh nhân viên với công việc, thái độ với sự tuân lệnh của hệ thống quản trị. Phải hiểu cho rõ ràng.
Vậy thì chọn thái độ nào? Tất cả mọi người hai ba Z thì công ty kia sẽ thua và công ty mình sẽ thắng hoặc ngược lại. Nên nhớ được không? Gia đình của bạn phải hiểu cho nó rõ. Đằng này đi tạo ra văn hóa doanh nghiệp ghi một tràng sáng tạo, chỉ dung trách nhiệm hợp tác chật lấp ấy. Đó là cái kỳ vọng, nó không tạo thành đường mòn. Anh tạo được một cái thôi là cả chục năm rồi. Anh nói ước mơ thôi chứ không phải văn hóa đâu. Cho nên ở đây á, là ý hai ở trong luật tiền một, văn hóa doanh nghiệp là cái gì? Là thái độ với công việc như một tài sản. Đó là tài sản gần như lớn nhất của một công ty, chứ không phải 3 thì 4.0 anh xòe cho tôi thì mình cứ dọa thôi. Vậy này, cái ý số 3 ở trong cái này tôi muốn nói đến cái ý nghĩa để các bạn nhận thức được là trong điều kiện của kỷ nguyên số, cái gì để hạ được công ty khác? Một, đó là ổn định được nhân sự với một văn hóa rõ ràng, cộng với nhân sự tài, đó là nhân số số 1 theo thống kê. Thứ hai là hiệu suất của một nhân sự. Thứ ba đó là bỏ trải nghiệm khách hàng mà hãy xây dựng trải nghiệm nhân viên. Đừng thuyết phục người ta bằng 3 cái lời hứa. Cả đời tôi đi làm bao cấp tôi biết rồi, hứa hoài. Hãy cho người ta trải nghiệm, người ta buộc phải tin, người ta buộc sẽ phải làm. Đấy là 3 cái linh hồn. Và ở đây tôi không nhắc gì đến 4.0 cả, đừng có nói với tôi điều đó nữa, nó chỉ là thứ công cụ thôi, nói hoài. Đấy là cái mà người ta thua, mà người ta cứ đổ lỗi không có tiền mua máy, chưa hẳn. Vậy thì ở đây ý nghĩa của vấn đề là nó tạo ra một cái sức cạnh tranh mang tính quyết định, là tôi muốn thắng trận tôi phải thắng được ở thương trường. Đó là thời đại ngày nay. Thì đấy là phần 1. Nếu bạn hiểu như vậy, bạn đồng lòng thì bắt đầu bạn xây. Thì phần 2 là tôi muốn chia sẻ cho bạn, đó là nội dung của văn hóa doanh nghiệp là gì. Văn hóa doanh nghiệp là thái độ với công việc, thái độ với hệ thống quản trị, công việc và cấp trên, nó thành thói quen. Thì cái này nó gồm có 4 nội hàm. Một, anh muốn xây người ta cái thái độ với công việc thì anh xây thái độ nào? Thì người ta gọi đó là thành tố 1 của văn hóa doanh nghiệp, đó là hệ giá trị của doanh nghiệp. Hệ giá trị của doanh nghiệp. Hệ giá trị của doanh nghiệp là một thứ niềm tin, là một thứ triết lý, là một thứ kỳ vọng. Cho nên phải hiểu cái nội hàm của chính văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là thái độ với công việc, với ông sếp, tức là hệ thống quản trị. Nhưng biểu hiện ra ngoài đó là hệ giá trị cá nhân của anh. Dẹp anh đã vào đây thì công ty này sẽ tôn sùng ai, đánh giá ai, tuyển dụng ai, trân trọng ai, thì gọi là hệ giá trị của công ty. Đấy là nội dung một. Có người có doanh nghiệp thì đưa hệ giá trị là thực thi. Thực thi là vĩ đại, thực thi là tốt, thực thi là đề bạt vân vân. Thì có doanh nghiệp lại xây dựng văn hóa là đam mê khách hàng. Với tôi, người tốt, người đề bạt, người gọi là có công, hệ giá trị của tôi đó là người hầu hạ khách hàng. Khách vui thì thấy vui hơn cả khách. Còn hệ giá trị của các công ty hiện đại thường nó xoay quanh cái gì? Thì xoay quanh những cái đó cũng được, tùy anh. Nhưng mà tí chúng ta sẽ nói cái thông lệ. Nội dung thứ hai của văn hóa doanh nghiệp đó chính là các cái chuẩn, chuẩn hành vi, chuẩn trang phục, chuẩn lời nói, chuẩn đi đứng, chuẩn đúng giờ. Cái chuẩn ấy nó thể hiện cái giá trị này. Đằng này là hiểu văn hóa doanh nghiệp là cái bộ đồng phục. Không phải, nó chỉ là một thành tố thôi.
Nội dung số 3 của nội dung văn hóa doanh nghiệp đó chính là yếu tố không khí của công ty để nó thể hiện cái giá trị của tôi. Lúc nào cũng phải hừng hực khí thế thế này, tạo động lực cho nhau. Người ta gọi đến là nhuệ khí. Ngồi lì lì một đống, tại sao chú không nói? Em thích nghe, thế ai cũng thích nghe như chú thì nó thành đền thờ đạo Hồi à? Không thể chấp nhận được. Vào là phải hỏi, tao phải cười, vào là phải khen nhau, thì người ta gọi là yếu tố không khí. Và nội dung 4 đó là thích nghi với phong cách quản trị của hệ thống quản trị. Hệ thống quản trị đồng bảng, hệ thống quản trị dân chủ hay hệ thống quản trị nguyên tắc, lấy công việc làm đầu. Còn mọi chuyện tôi tôn trọng cá tính anh. Hệ thống độc đoán tôi không có tôn trọng anh, làm. Còn hệ thống dân chủ bàn rồi làm, tùy cấp độ. Anh cứ đừng có lơ mơ với tôi. Cho nên sau này đi tuyển dụng là tuyển người phù hợp. Phù hợp đầu tiên của mọi cái đầu tiên đó là phù hợp về văn hóa. Đừng nói phù hợp về công việc nữa. Nội chính phù hợp không hiểu cứ gãy hoài. Cho nên lấy vợ lấy chồng là phải phù hợp, chứ không phải đẹp, không phải xấu, không phải giỏi. Cứ lờ mờ hết. Phù hợp đầu tiên là phù hợp văn hóa đã. Mà biểu hiện của văn hóa là hệ giá trị, là chuẩn hóa hành vi, là yếu tố không khí, và cuối cùng đó là thái độ đối xử với nhau trong hệ thống quản trị. Chấm hết. Thì đấy là nội dung 2. Tôi nghĩ rằng đến đây dừng lại cũng được. Các bạn về các bạn tự hệ thống giá trị trong cái nhóm bạn của bạn, trong gia đình bạn, tôi đã thành công lắm rồi. Người ta đánh nhau, người ta chửi nhau bởi vì nó vênh hệ giá trị đấy. Từ đó nó vênh hệ thống tiêu chuẩn, từ đó nó vênh cái hệ thống không khí. Đang chơi với con mà nhìn cái cô vợ mặt như là cái đít bò này. Yếu tố không khí không đạt, nát bét ra chỗ đó. Nội dung 3 đó là trình tự để xây dựng một cái nền nếp văn hóa, tức là hệ giá trị công ty được áp đặt cho từng nhân viên một. Thì có hai cách. Một là nhân viên cũ, tôi đem tôi lột cái não ra, tôi thay đổi thói quen. Một cách thứ hai, tôi đi tuyển cái người nào có sẵn cái đó đi. Cả hai cách nó đều đưa đến một quy trình xây dựng rất cần mẫn, rất lì lợ, thì chúng ta mới tạo được một cái hệ thống mà trên bảo dưới nghe, chèo thuyền đều đặn, khí thế hừng hực và đều tôn chỉ một cái hệ giá trị. Ở công ty tôi, ai vì khách là tốt, ai vì khách là đề bạt, ai vì khách là lên chức. Ở công ty tôi, ai thực hành là lên chức, ai mà thực hành đừng nói. Cho nên mỗi công ty người ta đưa ra một hệ giá trị. Tôi nhắc lại, ở công ty tôi, người vĩ đại là người sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Bởi tôi loại bỏ toàn bộ những người chấp hành và chấp hành, vì cái não là để nghĩ chứ không phải để chấp hành. Thế thì tùy hệ giá trị công ty. Vậy thì nội dung xây dựng nó có các cái bước của nó rất lì lợm thì bạn mới thắng được. Đừng mang tiền, mang người tài. Đừng mang tài chính, mang tiền, mang marketing ở đây. Nếu giải quyết công sở không xong thì tất cả mọi chuyện không xong. Vì mọi người làm chứ không phải chú làm. Vậy thì bước 1 đó là xác định hệ giá trị. Khó quá? Không khó. Hệ giá trị trong điều kiện hiện tại thường người ta tôn trọng 4 yếu tố sau đây. 1 là sáng tạo. Bạn có thể tạo ra cái của bạn. Sáng tạo là tạo ra khác biệt, không dị biệt. Tức là hệ giá trị của công ty tôi, não lúc nào cũng phải nghĩ. Còn nếu không đạt điều đó, bất kể tình huống, 10 bằng tiến sĩ biết. Hệ giá trị của tôi thứ hai là trách nhiệm. Thái độ với công việc. Công việc của tôi là sáng tạo, công việc của tôi là trách nhiệm. Không thể đổ vấy được, không thể đổ vấy được. Hai cái tàu hỏa đâm nhau, bộ trưởng từ chức nhanh lên. Lè phè đổ vấy.
Và cái hệ giá trị thứ ba, và các công ty trong điều kiện 4.0 người ta đẩy lên, đó là thái độ hợp tác. Với công việc là hợp tác, hợp tác, hợp tác, hợp tác, kinh tế kết nối. Và cái cuối cùng, thái độ với công việc, nội dung 4 của văn hóa công ty, đó là khát vọng, khát vọng. Tuyệt đối là thay đổi liên tục để đạt cái cao hơn. Bằng lý thuyết không bao giờ được bằng lòng với mình thì đó là nhân sự tôi sẽ tuyển đầu tiên, vì nó thích ứng với văn hóa của tôi: sáng tạo, trách nhiệm, hợp tác và khát vọng. Mà một công ty chỉ cần ghi văn hóa của tôi hai chữ thôi, chứ không phải một cái bạn dài chép trên Google về thế này. Sáng tạo, tôi cho nó là quá đỉnh rồi. Đam mê khách hàng, quá đỉnh rồi. Thực thi, văn hóa thực thi, quá đỉnh rồi. Văn hóa khát vọng, thái độ với công việc, quá đỉnh. Văn hóa hợp tác, đằng này chơi một chuỗi thế này. Thực ra là để lừa bản thân thôi, chứ không làm được đâu. Mà cái thứ hai không đúng đâu. Cho nên bước một, xây dựng hệ giá trị. Bây giờ để cho nhân sự nó có được cái hệ giá trị đó thì động tác hai, tuyển đúng người, chứ tuyệt đối không được tuyển cho đủ. Đúng người tức là cái người mà phù hợp với cái hệ giá trị của mình. Các bạn không nghe các bạn chết. Tuyển một anh cực giỏi vào vênh hệ giá trị thì chỉ có tiêu thôi. Tại ngày mồm cứ leo lẻo. Chúng ta phải tuyển người vừa có tâm vừa có tài. Có tâm và có tài mà vênh hệ giá trị, tôi khẳng định các bạn nó thành thằng hoài. Được có câu gào, gào hoài, càng gào càng nặng. Tuyển đúng người chứ không tuyển cho đủ. Bước 3, định hướng và quản lý nhân viên thật tốt theo hệ giá trị. Định hướng nó, giáo dục nó và quản trị theo cái hướng sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo. Ví dụ chúng ta chọn sáng tạo làm hệ giá trị, chúng ta đang xây dựng văn hóa đấy. Nhà tôi, con tôi cũng vậy thôi. Bước 4, đó là gắn cái anh nhân viên với cái quyền lợi của công ty, thì người ta sẽ chấp nhận cái hệ giá trị này để người ta làm việc lâu dài. Bước 5, đó là công nhận liên tục người ta khi người ta đạt được hệ giá trị của công ty. Bước 6, tiến hành xử lý quyết liệt những nhân sự mà không tuân thủ hệ giá trị để tạo cái đường mòn lên núi này. Giờ đây, bước số 7, liên tục phát triển nhân viên, phát triển nhân viên. Giờ đây, người ta gọi là quá trình trải nghiệm nhân viên, cho nhân viên người ta trải nghiệm đi. Và bước cuối cùng, bước số 8, đó là triển khai rõ ràng cái hệ thống lãnh đạo để người ta có chuẩn, người ta chấp nhận cái hệ thống quản trị đó. Thì đấy là nội dung số 3 mà tôi muốn xây dựng. Và nội dung cuối cùng thì nó là tổ hợp lại của văn hóa công ty, là cái bản, những bản mẫu của văn hóa công ty được xây dựng ở những công ty đã thành công, gồm 4 nội hàm: hệ giá trị, tiêu chuẩn, không khí và phương thức của hệ thống quản trị. Khi nó thành rồi, nó tồn tại cả trăm năm rồi, thì người ta nói cái công ty này nó dạy rồi, thì công ty bạn đã có thương hiệu nội bộ rồi đấy, thương hiệu công ty đấy. Và từ thương hiệu đó thì nó tạo ra thương hiệu tuyển dụng. Những anh nào có tài mà nó nhận được 4 cái yếu tố đó mà phù hợp với hệ giá trị của nó, tự khắc nó sẽ nhảy vào, tự khắc nó sẽ nhảy vào, không cần trải thảm đỏ. Mà nhân viên giỏi không bao giờ tự ra đi cả. Cho nên nhẫn lại một bước mà ăn nhiều bước, thắng được đối phương, tạo được hệ thống chạy và tạo được nhân tài cho tương lai, không cần thêm động tác. Thì đó là văn hóa doanh nghiệp, đó là marketing nội bộ, đó là marketing
huyệt tử hiện nay, chứ không phải suốt ngày chỉ nhắm tới bên ngoài. Cho nên nhiều doanh nghiệp là tiến sĩ cực giỏi thì tìm cách để kèn cựa để đuổi đi, trong cái đó trải thảm để đón tiến sĩ giỏi về thật là ngớ ngẩn. Hãy làm đối xử với tiến sĩ hiện tại thật tốt thì tự khắc tiến sĩ ngoài người ta sẽ vào ăn cả hai đường. Một chân lý giản đơn như vậy mà không làm, mà cứ gầm rú để chỉ được cái bộ quần áo đẹp, xong khẳng khẳng cái dáng là lãnh đạo rồi. Cho nên các bạn học đi, tôi thấy nó quá hay, cho nên bác mới quyết định cái thái độ của tôi đang nói. Còn tôi không quan tâm tới cái lời bình. Các bạn ạ, muốn bình luận thì phải ngang cơ mới nói chuyện được. Vậy thì ở đây là nội dung của bài số 9. Rất nhiều người không hình dung được sức mạnh tuyệt đối của marketing nội bộ, tức là văn hóa doanh nghiệp. Cho nên nó mới quyết định cái thái độ của tôi đã nhiệt tình. Bây giờ lên nhiệt tình như điên khùng luôn. Ở trong cái giới thiệu bài này là ở cái chỗ đó. Và xin rất là trân trọng cái thái độ của các bạn đang chia sẻ cùng với tôi, và sẽ trân trọng rất nhiều lần nếu như mình mà gặp nhau để chia sẻ các chi tiết trong 2 ngày sắp tới nhé. Xin chào các bạn, hy vọng gặp lại. Trường Doanh Nhân PR.